Kính thưa quý phụ huynh và các em học sinh thân mến, cô tên Tuyết Lan, là giáo viên dạy lớp 1C trường tiểu học B Thành Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Được sự phân công của lãnh đạo và tổ chuyên môn khối 1, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em ôn lại kiến thức toán học qua bài ôn tập học kỳ 1, tiết 3. Để tiết học đạt hiệu quả, các em tiếp thu bài nhanh hơn, tốt hơn thì cô mời các em cùng chuẩn bị sách giáo khoa toán 1, bút chì, gươm và bộ thực hành toán tiếng Việt lớp 1. Trước khi bắt đầu tiết học, cô mời các em cùng khởi động bằng một trò chơi. Trò chơi có tên là tìm xe cho bạn. Cách chơi như sau. Các em hãy cùng quan sát số ở hai bánh xe và cộng các số này lại với nhau để tìm được kết quả. Và kết quả này trùng với số của bạn nào đang mang thì xe sẽ thuộc về bạn ấy. Cô ví dụ, ở chiếc xe màu hồng, cô có 2 cộng 7 bằng 9. Vậy đây là xe của bạn thỏ con, vì bạn ấy đang mang số 9. Tương tự như vậy, các em hãy tính và cho cô biết đáp án nhé. Và đây là kết quả của cô. Bạn gà con đang mang số 8. Vậy, trong các chiếc xe, sau khi cô cộng lại, cô thấy chiếc xe màu đỏ có 5 cộng 3 bằng 8. Vậy đây là xe của bạn gà con. Tương tự, 3 cộng 3 bằng 6. Vậy đây là xe của bạn dê con. Tiếp theo, 2 cộng 3 bằng 5. Và đây là xe của bạn chuột con. Cuối cùng là xe của bạn chó con. Vì 7 cộng 0 bằng 7 bằng với số bạn ấy đang mang. Và cuối cùng, cô xin chúc mừng các em đã chiến thắng trong trò chơi này. Sau trò chơi khởi động, tinh thần của chúng ta rất thoải mái và đây là thời điểm tốt nhất để các em tiếp thu kiến thức. Trên màn hình cô có hai dãy số, nhưng cả hai dãy số này đều đã bị khuyết. Nhiệm vụ của các em là tìm ra những số bị khuyết này. Đầu tiên, các em hãy quan sát dãy số thứ nhất. Cô mời các em đọc to giúp cô ba số đầu tiên. Đó là 0, 1, 2. Và cô nhận thấy rằng đây là dãy số được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Có nghĩa là số đứng sau sẽ lớn hơn số đứng trước một đơn vị. Ví dụ, đứng sau 1 là số 2. Và đứng sau số 2 sẽ là số 3. Tương tự như vậy, các em hãy hoàn thành dãy số thứ nhất này nhé. Nào, cùng so sánh kết quả với cô. Sau số 3 là số 4 và đứng sau số 5 là số 6. Sau số 6 là số 7. Sau số 7 là số 8. Và sau số 8 là số 9. Đứng sau số 9 là số 10. Như vậy, chúng ta vừa hoàn thành xong dãy số thứ nhất. Bây giờ các em hãy cùng đọc lại với cô nhé. 0, 1, 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tương tự như vậy, ở dãy số thứ hai, theo thứ tự từ trái sang phải gồm những số nào? Đó là số 10, số 8, số 7 và số 4. Cô nhận thấy rằng đây là dãy số được sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Có nghĩa là số đứng sau bé hơn số đứng trước một đơn vị. Sao số 10 là số mấy? À, đúng rồi, đó là số 9. Tương tự như vậy, các em hãy hoàn thành dãy số thứ hai này. Bây giờ các em hãy cùng so sánh và đọc thật to kết quả bài làm ở dãy số thứ hai này nhé. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Như vậy, chúng ta vừa hoàn thành xong cả hai dãy số. Nào, các em hãy cùng đọc lại, đọc thật to kết quả bài làm của mình nhé. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiếp theo dãy số thứ hai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong câu A của bài tập 4 và các em đã biết được vị trí của các số. Vậy, chúng ta hãy tiến hành sắp xếp các số này theo một thứ tự nhất định. Và đây cũng là yêu cầu của câu B. Trên màn hình cô có 4 số, đó là số 3, 0, 9, 6 và yêu cầu sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn. Có nghĩa là các em sẽ lựa chọn trong 4 số này, số nào bé nhất các em sẽ sắp xếp đứng trước. Lần lượt cho đến hết. Ở đây, cô thấy số 0 là số bé nhất trong 4 số đã cho, vậy cô sẽ sắp số 0 đứng trước. Còn lại, số 3, 9 và 6, các em hãy cùng lựa chọn và sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Nào, các em hãy cùng thực hiện với cô. 3, 9 và 6 thì cô nhận thấy số 3 là số bé nhất. Cô sắp số 3 đứng sau số 0. Còn lại 9 và 6. Vậy 6 bé hơn 9 nên cô sắp số 6 đứng sau số 3. Cuối cùng, số 9 cô sắp sau số 6. Và đây cũng là kết quả bài làm của câu B. Nào, các em hãy cùng đọc lại thật to với cô nhé. 0, 3, 6, 9. Sau khi biết được vị trí, biết được thứ tự của các số, vậy
Các em hãy tiến hành so sánh các số. Và đây cũng là yêu cầu của câu C. Ở câu C, các em sẽ sử dụng các dấu bé, dấu lớn và dấu bằng để điền vào những ô vuông thích hợp. Ví dụ, 5 và 2. Cô nhận thấy 5 lớn hơn 2, cô sẽ sử dụng dấu lớn để điền vào ô vuông thứ nhất. Tương tự như vậy, các em hãy cùng so sánh và sử dụng các dấu để điền vào những ô vuông thích hợp. Nào, các em hãy cùng cô so sánh các số còn lại nhé. 7 và 8, cô nhận thấy 7 bé hơn 8 nên cô sử dụng dấu bé. 10 như thế nào so với 10? À, 10 bằng với 10 nên cô sử dụng dấu bằng. Cuối cùng, 8 và 6. Cô sẽ sử dụng dấu lớn vì 8 lớn hơn 6. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thành xong câu C và bây giờ các em hãy cùng cô đọc thật to kết quả bài làm của mình. 5 lớn hơn 2, 7 bé hơn 8, 10 bằng 10, 8 lớn hơn 6. Bây giờ chúng ta hãy đi đến câu cuối cùng của bài tập 4, đó là câu D, làm theo mẫu. Trên màn hình cô có 3 số, đó là số 3, số 5 và số 8, cùng với các dấu cộng, dấu trừ và dấu bằng. Yêu cầu của bài tập là các em hãy sử dụng những số và dấu này để viết thành những phép tính thích hợp. Đầu tiên, cô sử dụng dấu cộng. Cô viết 3 cộng 5 bằng 8. Ngoài dấu cộng, các em có thể sử dụng dấu trừ để viết thành những phép tính khác nhau. Bây giờ, các em hãy cùng suy nghĩ và cho cô biết đáp án của các em là gì. Với 3 số 3, 5, 8 cùng với dấu cộng, dấu trừ và dấu bằng, cô viết được các phép tính như sau. 8 trừ 5 bằng 3. Hay là 5 cộng 3 bằng 8. Cuối cùng, 8 trừ 3 bằng 5. Và đây là kết quả của câu D. Cô mời các em cùng cô đọc lại đáp án của mình. 3 cộng 5 bằng 8. 8 trừ 5 bằng 3. 5 cộng 3 bằng 8. 8 trừ 3 bằng 5. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong bài tập 4. Trước khi khép lại phần ôn tập số học, cô có một trò chơi nhỏ dành tặng cho các em. Trò chơi có tên là thêm bớt. Các em hãy cùng cô tham gia trò chơi nhé. Trò chơi của chúng ta có tên là thêm bớt. Các em hãy nhìn lên màn hình, chú ý hành động của các con vật để nhanh tay viết thành những phép tính thích hợp. Trên màn hình, cô có 4 chú vịt đang bơi lội, thêm 2 chú đang bơi đến. Các em sẽ viết phép tính gì? À, cô có 4 cộng 2 bằng 6.
Như các em đã thấy, có hai chú vịt đang bơi đến, có nghĩa là đàn vịt này sẽ có thêm hai chú nữa, mà thêm thì chúng ta sẽ viết phép tính cộng. Tiếp theo, cô có năm chú thỏ đang quây quần bên nhau ăn cà rốt, nhưng chỉ có ba củ cà rốt. Vậy hai chú còn lại phải rời đi để tìm thức ăn cho mình. Cô sẽ viết phép tính gì nào? À, ban đầu có năm chú thỏ, cô sẽ viết 5. Hai chú rời đi, cô sẽ viết trừ 2. Còn lại ba chú, cô sẽ viết 3. Quả 5 trừ 2 bằng 3 cũng đã khép lại phần trò chơi thư giãn của chúng ta. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ ôn phần hình học qua hoạt động nhận diện và xếp hình ở bài tập 5. Bài tập 5 yêu cầu chúng ta chọn một hình rồi xếp. Ở đây cô có 3 hình, 1, 2, 3. 3 hình này được xếp với hình dạng ngộ nghĩnh của những chú gà. Và đây chính là gia đình gà, gồm gà bố, gà con và gà mẹ. Hãy cho cô biết gia đình gà có những đặc điểm nào? Đúng rồi, gia đình gà có màu sắc sặc sỡ, được sắp xếp từ những hình tam giác và những hình vuông. Tiếp theo, các em hãy quan sát gà bố và cho cô biết gà bố được xếp từ mấy hình tam giác và mấy hình vuông. Đúng rồi, gà bố được xếp từ 7 hình tam giác và một hình vuông với những màu sắc khác nhau. Cô mời các em hãy quan sát cách xếp hình như sau. Cô sử dụng 4 hình tam giác để xếp phần đuôi gà. Tiếp đến, cô sử dụng một hình tam giác để xếp phần thân. Hình vuông cô xếp phần cổ, tam giác nhỏ cô xếp phần đầu, cuối cùng là một hình tam giác cô xếp phần chân gà. Đây là sản phẩm của cô. Bây giờ các em hãy chọn một chú gà mà mình yêu thích và sử dụng bộ xếp hình để xếp lại hình ảnh của chú gà đó. Các em có thể chọn chú gà trống oai vệ, hay những chú gà con bé nhỏ đáng yêu, hoặc những cô gà mái mơ với những quả trứng tròn. Cô tin rằng với đôi tay xinh xắn và khéo léo của các em sẽ tạo ra những sản phẩm thật đẹp, thật ngộ nghĩnh để tặng cho ông bà, cha mẹ. Và các em đừng quên hãy chụp hình lại những sản phẩm này để khi vào trường là món quà tặng cho thầy cô của các em. Cô tin chắc rằng một điều, thầy cô của các em sẽ rất vui và yêu thích món quà này. Tiết học của chúng ta đến đây đã kết thúc. Cô rất tiếc khi phải nói lời tạm biệt với các em. Cô hy vọng với tiết ôn tập hôm nay sẽ giúp các em khắc sâu hơn nữa kiến thức toán học. Cuối cùng, cô chúc các em chăm ngoan, học giỏi, sức khỏe, bình an.